Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Ngài cũng là khôn sáng, ý chính Ngài là đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Vả, người Ai Cập là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy: như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ. Đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó. Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho. Hỡi con cái Israel, vậy hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. Assyri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch. Vần đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kinh sợ vì cờ xí. Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem. Chương 32. Này, sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì, các quan trưởng lấy lẽ công bình mà cai trị. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Bây giờ, mắt của kẻ xem sẽ không mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ. Lòng của người hấp tấp sẽ hiểu sự khôn ngoan, lưỡi của người cà lâm sẽ nói dễ và rõ. Kẻ dạ dột sẽ chẳng được xưng là cao sang, người rít gióng chẳng được xưng là rộng rãi. Vì kẻ dạ dột sẽ nói những lời dạ dột, lòng họ siêu về sự gian dối đặng phạm các tội ác, đặng nói những sự sai lầm nghịch cùng Đức Giê-hô-va, đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khác hết đồ uống. Kẻ rít gióng dùng những khí giới gian tà, toan những mưu gian, lấy sự nói dối đặng làm hại người nhu mì và làm hại kẻ nghèo giàu nói lẽ công chính. Nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang, hằng làm sự cao sang. Hỡi những đàn bà sung sướng, hãy dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con gái không hay lo, hãy để tai nghe lời ta. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ không lo lắng sẽ đều run rẩy, vì mùa nho sẽ mất và mùa gặt cũng không có nữa. Đàn bà sung sướng hãy run rẩy, con gái không hay lo hãy bối rối. Hãy cởi áo sống, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng bao gai. Chúng nó sẽ đấm ngực vì đồng điền màu mỡ, vì cây nho sai trái. Chà chuông gai gốc sẽ mọc lên trên đất dân ta, cùng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ. Vì cung điện vắng tanh, thành đông đúc hoang loạn. Đồi và tháp từ nay sẽ trở nên xào huyệt đến đời đời, cho những lừa rừng choáng làm nơi nghỉ và những bầy vật thả ăn,
cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta. Đồng vắng biến thành ruộng tốt được kể như rừng rậm. Bây giờ, sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng, sự công bình sẽ trú nơi ruộng tốt. Công bình sẽ sinh ra bình an. Trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng và thành sẽ bị hạ cả xuống. Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi. Chương 33. Khốn thay cho ngươi chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người. Khi ngươi hại người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại. Khi ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi. Chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều trốn tránh. Khi Chúa dấy lên, các nước đều vỡ tan. Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại. Người ta sấn đến trên nó như cào cào nhảy tới. Đức Giê-hô-va là cao trọng vì Ngài ở nơi cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chính trực. Ngày giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Này, những kẻ mạnh bạo đang kêu rêu ở ngoài, các sứ giả cầu hòa, khóc lóc đắng cay. Đường cái hoang loạn, người ta không qua lại nữa. Kẻ thù đã dứt lời giao ước, khinh dễ các thành ấp, chẳng thèm kể đến nhân dân. Đất đai thảm sầu hao mòn, Liban xấu hổ và khô héo, Sharon giống như nơi sa mạc, Ba-san và Cạc-mên cây cối điêu tàn. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ trỗi dậy, bây giờ ta sẽ dấy mình lên, bây giờ ta sẽ lên cao. Các ngươi sẽ có ngén rơm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra, tức là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sự sẽ như vôi đang sôi nổi, như gai đã chặt bị đốt trong lửa. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chính trực, khinh món lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp ngài, sẽ thấy đất mở rộng. Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp. Chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu, kẻ cầm cân ở đâu, kẻ đếm những đồn lũy ở đâu. Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa, là dân nói tiếng líu lo khó nghe, tiếng mọi rợ không hiểu được. Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. Các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta, chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cổi ra,
không thể chằng chân cột và giương buồm được. Bây giờ, người ta sẽ chia của cướp bộn bề, kẻ què bắt lấy phần của đó. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Thi Thiên 50. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã phán và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn, từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các tầng trời trên cao và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài. Hãy nhóm lại cùng ta, các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta. Các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói. Hỡi Israel, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ cắt của tế lễ ngươi, cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dâng sự cảm tạ, làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta, vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật, ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ. Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình theo dệt sự dối gạt. Ngươi người nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Kẻ nào dâng sự cảm tạ, làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chương 9. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Xong, tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng, nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự,
để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì có lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chương 10. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là giản dị. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạng dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thế ấy. Thật, chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em, vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Chương 11. Ôi, chớ chi anh em dung chịu sự dồ dại của tôi một ít. Phải, anh em nên dung chịu. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Nhưng tôi tưởng rằng dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Về lời nói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông biết, tôi chẳng phải là người thường. Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọi sự.
tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A-chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đã được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì, những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Tôi lại nói rằng, chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột. Nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều. Điều tôi nói là khi tôi lấy sự quả quyết dường ấy mà khoe mình, thì chẳng phải nói theo Chúa, song như kẻ dại dột vậy. Bởi có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình. Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột. Phải, anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dễ anh em, vả trên mặt anh em. Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời này. Chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì? Tôi nói như kẻ dại dột, thì tôi cũng dám khoe mình. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu, là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa-mách, quan tổng đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng,
phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.